Bí kíp on top săn quả khủng của tao. Mày mơ đi. Để mình nào, đây này, Coca đang có chương trình Thế giới Coca vui nhộn với rất nhiều phần thưởng hấp dẫn như combo Samsung, máy ảnh Fujifilm, máy in ảnh Canon và hàng trăm ngàn phần quà. Mày chỉ cần mua gói Coca có logo khuyến mãi khủng này về, xé ra, lấy mã code ở đây rồi nhập vào website cocavietnam.com. Đấy, thấy không? Nhận được thẻ rồi này. Mày sưu tập được càng nhiều thẻ kim cương thì cơ hội on top càng lớn, cơ hội nhận quà khủng càng nhiều. Ui, nhưng mà làm nào để nâng cấp lên được thẻ kim cương? À, chỉ cần hai thẻ vàng giống nhau là mình đã có thể nâng cấp lên một thẻ kim cương rồi. Hiểu chưa? Cùng mình tham gia thế giới Pokemon nhộn để chúng qua ngay nào.